Còn đối với ngành ô tô này thì theo kinh nghiệm của Thanh chạy thời gian vừa qua thì đây là năm yếu tố quyết định trực tiếp tới hiệu quả quảng cáo. Ở đây có một vấn đề rất là mắc cười, đó là nhiều bạn á cứ tập trung hỏi tệp đúng không, tập trung tới ưu tệp, tìm cái tệp cho tốt. Nhưng mà các bạn biết không, thị trường bây giờ càng lúc nó càng cạnh tranh rất là khốc liệt rồi. Bây giờ những cái chiến dịch của Thanh á, thật sự chia sẻ thiệt tình với các bạn, nếu như thời điểm mà 8 tháng trước, 6 tháng trước nha, Thanh lên 10 chiến dịch gần như là Thanh để luôn trong vòng 30 ngày, Thanh không phải chỉnh sửa gì nhiều, nó sẽ tự hiệu quả. Thanh sẽ chia sẻ về 4 phần sau. Thứ nhất đó là Thanh sẽ nói về công thức tam trụ khi làm quảng cáo. Thứ hai là chúng ta sẽ demo thực tế và trực tiếp hai cách tạo chiến dịch. Đây là hai cách dành cho các bạn có cả hai góc nhìn luôn. Với những bạn mà tại vì khi mà Thanh khảo sát trên trên nhóm của mình á thì gần như là gọi là 45% các bạn là chưa biết về quảng cáo và chưa từng chạy quảng cáo. Còn khoảng 50-55% các bạn là đã chạy rồi và đang dùng công cụ Ad Manager là trình quản lý quảng cáo. Thì thực tế cả hai thì thực tế là khi mà chạy quảng cáo nó có hai cái trình quản lý lực, một là trình Ad Manager, còn hai là trình Ad Center, trung tâm quảng cáo. Thì cả hai cái này mỗi cái nó có ưu nhược điểm riêng và phù hợp cho những bạn, ví dụ những bạn mới các bạn có thể tiếp cận với cái trình cơ bản, còn những bạn vô lâu rồi các bạn dùng những trình nâng cao ha. Thì Thanh sẽ demo hai cái nhanh thôi để cho các bạn hiểu qua nó là cái gì đó và cái tính năng của nó như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ tới phần 3 là các yếu tố làm nên quảng cáo Facebook bán xe hiệu quả. Thanh sẽ chia sẻ 5 yếu tố ha, và cuối cùng là sẽ có phần hồi táp. Đây, công thức tam trụ. Thì khi mà Thanh làm quảng cáo kinh nghiệm khi tính tới thời điểm này thì hồi nãy là 2 tỷ rưỡi cho ngành cho vua bia cho cái hãng bia, còn lại thì đâu đó khoảng cũng chắc cũng gần cả tỷ rồi cho những cái ngành khác, rất là nhiều ngành, trong đó ngành ô tô là Thanh chiếm khoảng trên 600 triệu trong vòng 10 tháng nay. Thì cái logic của Thanh nó vẫn dựa trên một cái tư duy gọi là tam trụ. Thì tam trụ là gì? Tam trụ là một cái phương pháp mà Thanh là một cái từ mà Thanh đẻ ra thôi, nó bao gồm là tư duy, phương pháp, công cụ hết các bạn, một bộ ba, bộ ba để bạn học bất kỳ một cái công cụ quảng cáo nào mới. Thì á, tư duy là gì? Tư duy là bạn làm sao không biết mà bạn phải chạy cái quảng cáo một cách có ý đồ, chứ không phải là bạn bấm cái nút mà chạy thôi. Cái việc mà bạn bấm một cái nút quảng cáo mà bạn chạy á, cái việc đó là việc quá bình thường và gần như là nói thiệt với bạn là ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể làm được cái việc đó, bấm nút chạy quảng cáo một cái. Nhưng mà vấn đề là bạn làm sao mà nó có ý đồ á, là cái mẫu quảng cáo bạn biết là ok mình chạy cái mẫu này nè, khả năng nó dính nè, và mình sẽ làm sao cho nó biết là nó dính hay không. Đó là thuộc về tư duy ha. Thứ hai á, là về phương pháp. Thì á, một bạn chạy không có phương pháp thì bạn cứ lên chiến dịch bạn chạy thôi, xong rồi may mắn thị trường tốt thì bạn chạy ra số, còn không may mắn thì nó lại không ra số hoặc không hiệu quả đó. Còn một bạn mà biết làm giỏi á, mà biết làm có phương pháp á, thì các bạn sẽ càng làm càng giỏi, càng làm càng giỏi các bạn. Đây, càng làm càng càng giỏi, tại vì bạn sẽ làm những cái mẫu thử nghiệm các thứ để bạn học học từ những cái thất bại và những cái thành công. Thành công thì bạn sẽ lấy và ứng dụng cho những lần quảng cáo kế tiếp, những chiến dịch kế tiếp, còn thất bại thì bạn vứt nó đi và bạn sẽ né, không bao giờ gặp lại nữa, không bao giờ lặp lại cái lỗi sai đó nữa. Đó, cái đó là một cái cực kỳ tuyệt vời các bạn. Thì rồi, đó là tư duy, phương pháp, công cụ ha. Thì còn công cụ là gì? Công cụ thì mình hiểu đơn giản là có quá nhiều công cụ đi. Facebook Ads, Google Ads, rồi Zalo Ads, TikTok Ads, tràn lan những cái thứ Ads hết. Thì làm sao mà mình học hết? Cái cách tốt nhất là mình chỉ cần biết bản chất của cái nền tảng đó là gì. Sau đó là mình biết là ok bản chất nó như vậy rồi thì nó có những cái tính năng nào. Ok, à tính năng này hay, mình có thể áp dụng được cho cái ngành của mình, cho cái sản phẩm của mình này. Đó, bạn chọn lọc công cụ, bạn chọn lọc tính năng. Bạn chọn lọc công cụ, chọn lọc tính năng. Có thời điểm á, bạn phải đẩy Google 80% ngân sách, còn Facebook chỉ là 20% ngân sách thôi. Còn có thời điểm bạn phải đẩy Facebook 80%, còn Google chỉ 20% thôi, hoặc là tắt luôn Google cũng được. Mình phải linh hoạt biến chuyển. Đó. Thì đó là cái phần công cụ. Rồi. Thì Thanh nói cụ thể hơn một xíu về cái tư duy ha. Ba cái thì Thanh không chỉ giới thiệu sơ cho các bạn như vậy thì nó sẽ các bạn chỉ hiểu sơ sơ thôi, bây giờ Thanh nói sâu sâu hơn nữa. Thì á cái phễu bán hàng đó các bạn, phễu thì mình sẽ nhớ là phễu nó có hai dạng là phễu bán hàng và phễu marketing. Phễu bán hàng thì mình nhìn bên trái, nó sẽ bắt đầu từ khách hàng mục tiêu, tức là cái đối tượng mà bạn muốn bán xe. Mình là về ô tô đúng không, thì cái đối tượng mình muốn bán là ai? Ok, là chủ doanh nghiệp hay là các anh chị chạy taxi công nghệ, các anh chị chạy dịch vụ đúng không, hoặc là trà xanh đúng không đó.
Thì đó là nhắm mục tiêu của mình, sau đó mình chạy quảng cáo, cuối cùng mình lấy số điện thoại, rồi mình mới gọi, mình tư vấn thì sẽ có mấy ông là hot, hot là người ta mua ngay trong tháng, trong tuần, còn warm là ok là phải chăm 2 3 tháng mới mua, còn cool, là lạnh ngắt luôn, là hỏi hỏi dò giá rồi 6 tháng 1 năm hoặc là 2 3 năm nữa mới mua. Đó thì sau đó mình lọc cái đống này mới ra, trong mình sẽ chăm những khách hot thôi, tại vì mình đang muốn có tiền nhanh mà, chốt sale được nhanh mà, chăm những khách hot để ký hợp đồng đó, ký hợp đồng sau đó là giao xe. Thật ra là trong ngành, ngoài ngành thì Thanh không nói, nhưng mà trong ngành mình sẽ thừa hiểu với nhau là 10 chiếc xe ký hợp đồng chưa chắc giao đủ 10 đâu, 10 chiếc giao được 8 chiếc là tốt rồi, vì nó còn tình hình màu xe có hay không, rồi rồi cái vay, cái gọi là cái gì ta, giấy giấy xác nhận vay cho vay có được hay không, hoặc thậm chí là xe nó về trễ rồi, nói chung đủ thứ trên đời hết, và thậm chí là nhiều khi trong kho mình biết rõ có chiếc xe đó luôn, nhưng mà mình xui cái mình ký hợp đồng với khách rồi, nhưng mà cái bạn kia ký trước mình, thành ra mình phải trả cọc đó, thành ra chỗ này phải là một tỷ lệ. Thì chúng ta phải hiểu cái phễu bán hàng, này cho sale, mỗi một cái ngành, mỗi một cái sản phẩm nó có cái phễu khác nhau. Nhưng mà ok, hôm nay Thành chỉ nói về cho sale ô tô thôi nha, chúng ta hiểu với nhau như vậy. Thì mình xuất phát từ khách hàng mục tiêu, tìm khách ra số, chốt theo khách, chốt sale, giao xe, đó là quy trình. Thì á, trong này nó sẽ có cái bước là khách hàng mục tiêu tới số điện thoại, mình sẽ chia ra thành cái phễu nhỏ hơn, tức là từng cái bước chi tiết hơn bên trong. Thì phễu marketing nó là cái gì, cũng bắt đầu từ khách hàng mục tiêu, kết thúc bằng số điện thoại luôn đó, nhưng mà nó sẽ có thêm những cái bước khác nhau. Đó là người ta sẽ, với cái này là Thanh nói là Facebook, mình chạy quảng cáo để mình nhắm khách hàng mục tiêu nè ha, khách hàng mục tiêu nè, sau đó là gì ạ, sau đó là người ta sẽ thấy quảng cáo đúng không, thấy quảng cáo sau đó là click vào, người ta sẽ bấm vào quảng cáo đó, bấm vào rồi sao, bấm vào rồi người ta phải comment, phải inbox chứ, comment inbox rồi cuối cùng mình nói chuyện, mình tư vấn để ra số điện thoại. Chatbot đó là mình sẽ ứng dụng ở đây, nếu bạn nào không cài chatbot, con robot trả lời tự động, thì ở đây là khách inbox là bạn sẽ tự chăm bằng tay, nhưng có con robot đó là khách inbox thì tự động con robot nó sẽ hỏi cho bạn luôn, cho tới khi khách để lại số điện thoại thôi. Hồi nãy là phễu bán hàng là phễu thôi, bây giờ là phễu marketer, tức là phễu marketing, ha. Thì ở đây các bạn bình luận phễu marketing nha, thì ở đây phễu marketing này nó chính là phễu marketing cho quảng cáo Facebook, vì bạn thấy cái gì, dấu hiệu là nó có cái phần comment inbox này. Còn Google thì sao, Thanh đáo một xíu về Google cho các bạn nắm luôn, phễu nó sẽ là cũng là khách hàng mục tiêu, nhưng mà mình không phải nhắm mục tiêu bằng bằng những cái sở thích, mà mình nhắm mục tiêu bằng cái gì, bằng cái bộ từ khóa đúng không, thì cái bộ từ khóa chính là khách hàng mục tiêu nè, cách mình nhắm khách hàng mục tiêu. Sau đó là quảng cáo lên, người ta sẽ thấy, là người ta lít vào đúng không, lít vào người ta có người để lại số điện thoại, có người người ta để lại cái form đăng ký, hoặc có người kết bạn Zalo với bạn, thì Google nó sẽ không có cái bước interaction này, không có cái bước bước interaction này, nó chỉ có sẵn là lít vào số điện thoại thôi đó. Hay không các bạn, mình hiểu bản chất cái tư duy nó, mình làm rất là dễ, tức là khi mà bạn chạy quảng cáo mà không ra số là bạn biết ngay là nó không ra số, nhưng mà nó bị cái khâu nào đúng không, không ra số là vì người ta thấy quảng cáo mà không lít vào, hay là vì người ta lít vào nhiều quá mà không chốt được. Nếu mà thấy quảng cáo mà không lít vào chứng tỏ quảng cáo của bạn đang rất là tệ, còn nếu mà người ta lít vào rồi mà không để số thì chứng tỏ cái trang đích của bạn, cái nội dung của bạn nó tệ quá, người ta đọc người ta bị thích thú nhưng mà người ta out ra đó. Nó cũng giống như ok, bây giờ á, bây giờ Thanh nói là nói là mấy bạn đăng ký tham gia cái buổi của Thanh đúng không, mấy bạn đăng ký webinar mấy chục người đó, 50 người đăng ký, 60 người đăng ký chứ, là khách hàng mục tiêu là 50 người, 60 người lít nè, nhưng mà tới hôm nay, thời điểm hôm nay thì đâu đâu có đủ 60 bạn tham gia đâu đúng không, đó thì nó chỉ còn đâu đó khoảng một nửa, tức là 50% là các bạn tương tác với Thanh. Thì Thanh biết nó gãy là gãy chỗ nào, thì bây giờ để mà lần sau mà Thanh có 50 bạn hoặc 100 bạn tham dự cái buổi này thì sao, một là Thanh phải kiếm được 200 người đăng ký thì mới có 100, còn hai á là Thanh phải vẫn là 60 người đăng ký thôi, mà làm sao nói kiểu gì không biết, chăm kiểu gì không biết, mà trong 60 bạn nó có 50 bạn tham gia, đó là cái tuyệt kỹ phễu ha. Rồi tiếp theo mình đi tới một cái phần nữa, cái này rất là thú vị cho các bạn sale nè, Thâm dành riêng cái slide này cho sale, cho anh em sale nha. Từ cái phễu bán hàng á, mình biết là ok mình tìm khách ha, từ khách mục tiêu ra số điện thoại, rồi mình làm cái gì không biết, toàn một cái khâu này, thật ra Thanh không rành, Thanh không quá giỏi, tại vì Thanh chỉ giỏi tìm khách thôi, giỏi ra số điện thoại thôi, làm marketing tìm khách, chứ nếu mà Thanh giỏi luôn cái khâu mà theo khách, chốt sale, giao xe thì
Nói thật là Thanh làm sale, Thanh kiếm tiền, Thanh giàu lâu rồi. Chứ Thanh đâu có đi dạy dạy marketing cho anh em đâu, đúng không? Mình biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhưng mà Thanh cũng hiểu được cái logic của nó là Thanh tìm ra số được rồi nè, là tới khâu này thôi. Còn lại phần sau là phần của các bạn. Thì các bạn học marketing từ Thanh, nhưng mà các bạn phải biết hiểu nó là nằm trong một cái bộ tổng thể. Cụ thể là gì? Thanh ví dụ, các bạn tự chạy quảng cáo Facebook ra được 50 số điện thoại. Trong 50 số điện thoại đó bạn nói chuyện, bạn thấy có đâu đó khoảng năm khoảng 10 khách hàng hot, 10 người hot, 10 người hot, sau đó bạn tư vấn, bạn theo, thì trong tháng đó bạn chốt được 2 xe. Đó là quy trình là 50, 10, 2. Thì cụ thể ở đây bạn ghi nè, bạn thấy nè, cost per số điện thoại, tức là chi phí cho một số điện thoại của bạn là 70 ngàn, đúng không? 70 ngàn một số. Bây giờ bạn ra được 50 số, vậy tổng là bao nhiêu các bạn? Tổng là bao nhiêu? 3 triệu rưỡi. Các bạn ghi 3 triệu rưỡi. Các bạn ghi 3.5 TR ha. Bình luận cho Thanh 3.5 TR. Đó là phần ngân sách. 3.5 TR, bình luận các bạn 3.5 TR nè. Bạn ra được 30 số điện thoại, chi phí cho một số điện thoại là 70 ngàn. Như vậy có phải là lấy 50 nhân 7 nhân 70 không? Là 3 triệu rưỡi. 3.5 TR, quá đơn giản. Rồi. Thứ hai. Rồi, cảm ơn các bạn đã bình luận nha. Thứ hai. Hoa hồng 2 xe. Tại vì bạn lấy 50 số, bạn chăm có 10 khách hot, bạn ký được 2 hợp đồng, thì bạn chỉ tính hoa hồng dựa trên 2 chiếc xe này thôi, còn 8 người kia hay là 48 người kia có ra số đâu mà tính. Thì giả sử hoa hồng 2 xe của bạn tổng được 8 triệu đi. Có phải là cái nguồn thu của bạn là 8 triệu không? Cái nguồn thu của bạn là 8 triệu không? 2 xe tổng là 8 triệu thì bạn thu vô 8 triệu. Rồi các bạn bình luận cho Thanh 8 TR. 8 TR nè, 8 TR ha. 8 TR. Rồi, 8 TR nha các bạn. Rồi, ok. Như vậy thì mình á, mình bỏ ra cái số tiền là 2 triệu rưỡi, ổ lộn 3 triệu rưỡi. Mình thu về được 8 triệu. Như vậy mình lời bao nhiêu? Là lấy cái số tiền mình thu về trừ cho cái ngân sách mình bỏ ra. 8 trừ 3.5 bằng 4 triệu rưỡi. Đúng không? Rồi các bạn ghi dùm Thanh. Lợi nhuận bằng thu trừ chi. Này dừng ngân sách đó nhưng mà ghi chi đánh dự dễ, viết tắt cũng được. Lợi nhuận bằng thu trừ chi ha. Lợi nhuận bằng thu trừ chi. Tức là bằng 2 trừ 1. 2 trừ 1, 8 trừ 3.5 bằng 4 triệu rưỡi. Rồi, lợi nhuận bằng thu trừ chi. Bình luận các bạn viết tắt cho nó lẹ ha. Thanh không quan trọng nữa đâu, các bạn quan trọng tương tác với Thanh là được. Lợi nhuận bằng thu trừ chi nha. Rồi, phần này Thanh nói rất là nhiều tại vì nó là thuộc cái tư duy. Các bạn phải nắm được tư duy thì những cái phần sau đi nó mới dễ. Rồi, ok, lợi nhuận bằng thu trừ chi. Rồi. Cảm ơn các bạn. Nhiều bạn chắc là gõ hơi bị chậm đúng không? Cảm ơn Vương Quốc Nghĩa. À, anh Phương. Di. Phương Võ. Rồi. Thì Khánh Nguyễn. Thì như vậy, ở đây có nghĩa là gì? Bạn thu về 4, bạn bỏ ra 3 triệu rưỡi quảng cáo nè. Thu về 8 triệu. Bạn lời được 4 triệu rưỡi. Rồi, 4 triệu rưỡi là cái tiền này bạn thu về. Xong rồi như vậy á thì bạn phải tái đầu tư cái cục này, tái đầu tư cái cục thu về nè. Thì trong 4 triệu rưỡi này bạn đã trừ 3 triệu rưỡi rồi, chứng tỏ bây giờ bạn bạn cầm trong tay là một cái cục 8 triệu. Nhưng mà cục đó không phải bạn ăn xài hết, không phải bạn đi karaoke, đi nhậu hết, đi bar bắp hết, mà bạn có nhậu cái thứ gì trong 4 triệu rưỡi thôi. Bạn để dành 3 triệu rưỡi cho Thanh để làm cái gì? Để tái đầu tư cho tháng sau ha, tái đầu tư cho tháng sau đó, tái đầu tư cho tháng sau ha, 3 triệu rưỡi tái đầu tư cho tháng sau đó. Còn trong trường hợp mà bạn muốn là tháng sau mà tăng doanh số lên á thì làm sao? Muốn tháng sau mà tăng doanh số lên hoặc tăng cái nguồn thu này lên không phải là 8 triệu mà là 16 triệu thì sao? Thì có hai cách cho bạn. Một là tháng này ăn ít thôi, dồn tiền quảng cáo cho Thanh gấp đôi là 7 triệu, đúng chưa? Tháng rồi mình chi 3 triệu rưỡi mình thu về 8 triệu, thì bây giờ mình muốn tháng này mình thu 16 triệu thì mình phải chi 7 triệu. Đó là bơm gấp đôi quảng cáo, nó sẽ đem về gấp đôi thu nhập, đúng chưa? Là cách một. Thì ở đây Thanh ghi là 3 triệu rưỡi tái đầu tư thì bạn cũng tháng sau bạn cũng được 8 triệu. Bây giờ nếu mà bạn 7 triệu thì tháng sau bạn sẽ được 16 triệu. Nhưng mà cách đó nó sẽ không quá ổn đâu. Tại vì ai mà đi mà chi gấp đôi như vậy. Thì cái cách mà tăng nguồn thu thứ hai là gì? Tháng sau bạn vẫn chi 3 triệu rưỡi. Hoặc là bạn chi 5 triệu thôi, gấp rưỡi thôi. Bạn chi gấp rưỡi thì bạn sẽ thu về gấp rưỡi rồi, đó là về mặt chi. Ngoài ra bạn chăm lại cái đống khách hàng này nè. Bây giờ Thanh cứ cho là tháng sau, tháng thứ hai bạn vẫn chi 3 triệu rưỡi đi đúng không? Có phải là tháng sau bạn vẫn y chang được 50 số, được 10 được 50 số, được 10 khách hot, được 2 ký hợp đồng đúng không? Đúng không ạ? Thì
Tới cái tháng thứ hai này á, tổng tổng số lượng khách hàng hot của bạn đang có là bao nhiêu? Tổng là bao nhiêu ạ? À? Nó không phải là 10 mà nó là 18. Tại vì tháng trước bạn có 10 khách hot, bạn ký được 2. Còn bạn còn 8 khách. 8 khách đó tháng này bạn tiếp tục bạn chăm. Và đồng thời tháng này bạn cũng bỏ một cục tiền chạy quảng cáo luôn là 3 triệu rưỡi. Bạn cũng đem về 10 khách hot luôn. Thì 10 khách hot đó cộng với 8 khách hot của tháng trước là 18. Đó, thì bạn sẽ tập trung vào bạn chăm 18 khách này. Bạn chăm 18 khách này để cho trong 18 khách này nó phải ra cho bạn 4 xe. Tháng trước là 10 10 10 khách hot ra được 2 xe, bây giờ tháng này mình còn lại 18 khách hot, mình phải làm sao ra được 4 xe. Thì chỉ khi bạn ra được 4 xe bạn mới có thể đem về 16 triệu thôi. Đó là cái cách thứ hai. Và cách đó là cách mà Thanh Thanh khuyến khích các bạn làm. Có nghĩa là các bạn vẫn chi một cái số tiền quảng cáo ổn định là cứ 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi một tháng. Nhưng mà càng lúc bạn sẽ càng có cái tệp data to, bạn follow, bạn chăm kỹ cái tệp đó, khách hot sẽ càng ngày càng nhiều. Chăm kỹ thì bạn chăm càng nhiều, bạn theo càng kỹ thì thu của bạn sẽ càng cao. Đó. Cái tự nhiên tháng thứ hai á, bạn thu về 16 triệu mà bạn chi có 3 triệu rưỡi à. Đúng không? Là 16 trừ cho 3 triệu rưỡi là nhiêu? Là 12 triệu rưỡi. Đúng không? 16 trừ cho 3 triệu rưỡi là 12 triệu rưỡi. Thì 12 triệu rưỡi đó lúc này bạn được ăn ăn 10 triệu, ô bạn ăn ăn 8 triệu cũng được, bạn dùng 4 triệu rưỡi bạn chạy quảng cáo, nó là một cái vòng xoay ha. Ok rồi, tới đây các bạn thấy cái mô hình này hay không, thấy mô hình này hay không? Phương pháp AB test mình qua cái gì đó các bạn, tư duy phương pháp công cụ đúng không, tư duy phương pháp công cụ Thanh vừa nói tư duy rồi, bây giờ mình qua tới cái phần phương pháp ha, xong rồi mới tới công cụ. Thì mình qua phần phương pháp ngay đây. Đấy, đây phương pháp ở đây á, nhìn nó cũng phải đẹp một xíu chứ đúng không ạ, nhìn nó cũng phải đẹp một xíu đó. Rồi đây phương pháp AB test thì á, bạn hiểu AB test là test có nghĩa là thử nghiệm, AB là thử nghiệm chọn A hoặc B, hiểu đơn giản vậy thôi. Nhưng mà để dễ hiểu thì thôi các bạn làm sale các bạn cũng không cần quá phức tạp, hiểu về mặt phương pháp khoa học này. Như Thanh Thanh cho cái ví dụ là nhớ liền, mà cái này á, là hồi xưa Thanh coi cái chương trình em yêu khoa học á, người ta có làm mà lúc đó Thanh không biết, về sau Thanh mới biết hóa ra cái này nó giúp cho mình kiếm tiền được. Đỡ mất tiền ngu là sao, người ta lấy một cái tổ kiến kiến lửa ha, người ta muốn thử nghiệm là kiến lửa này nó sống trên môi trường đất tơi xốp hay là đất cằn cỗi, cái nào nó sẽ giúp cho kiến lửa phát triển nhiều hơn. Thì người ta sẽ gì các bạn, người ta sẽ lấy một cái tổ kiến thì chia làm hai ha, nửa bên trái nửa bên phải bằng nhau nha, tại tấm hình này nó có 5 con nên nhìn vậy thôi chứ người ta chia đều cái tổ kiến ra một nửa. Rồi bắt đầu người ta có một cái khu vườn, người ta ra một cái khu vườn, người ta làm hai mảnh đất giống nhau kế bên nhau luôn, cũng có che chắn đổ trên đồ bình thường cho nó đừng có quá nắng, ở dưới vẫn là có cỏ cây đồ bình thường, đúng cái môi trường của kiến. Duy nhất có một điều đó là bên trái thì đất người ta làm đất tơi xốp, tức là người ta cày sấy lên cho nó tơi xốp, còn bên phải là đất cằn cỗi, đất bình thường đó. Thì khi người ta làm như vậy á thì người ta sẽ sao bạn, người ta sẽ để đó trong vòng 1 tháng, tức là bỏ một nửa tổ kiến vào đất tơi xốp, một nửa tổ kiến vào đất cằn cỗi. Thì trong vòng 1 tháng sau đó họ sẽ kiểm tra xem là kiến nó phát triển trong cái môi trường nào tốt hơn. Thì lúc này á họ sẽ kiểm tra bằng cái cách là bằng nhôm lỏng, các bạn thấy này không, thấy cái hình biểu tượng bên này không, đây chính là nhôm lỏng các bạn, tức là những cái tổ kiến mà nó sống được á thì nó sẽ phải khoan xuống đúng không, nó sẽ phải khoan xuống, nó đào lỗ dưới đất đúng không, thì sau đó người ta thấy có cái lỗ hang, cái miệng hang người ta đổ đổ nhôm lỏng vô, nhôm lỏng nó sẽ chảy vô, nó sẽ lấp đầy. Thì cái cục này nè, cái hình thù của nhôm lỏng này chính là hình thù của tổ kiến đó. Và đây là cái cách người ta kiểm tra, và trong vòng 1 tháng người ta biết là ok, người ta biết là ok thì cái đất tơi xốp này nè không có ai hết, kiến đi đâu mất tiêu hết rồi, nó chết thì nó đi đâu mất tiêu hết rồi. Còn bên đất cằn cỗi này thì tổ kiến rất là to ha, và khi người ta lấy lên nó được một cục rất là to như vậy đó. Và lúc này người ta kết luận là gì, người ta kết luận là ok kiến sống trên môi trường cằn cỗi đó, đây là cái thử nghiệm. Rồi bạn thấy cái thử nghiệm này hay không, bạn thấy thử nghiệm này hay không, nếu hay thì các bạn bình luận là 5 nha, là file nha, số 5 nha, bình luận 5 nha, bình luận 5 nếu các bạn thấy cái ví dụ này hay. Ứng dụng rất là nhiều các bạn, nó giúp cho bạn đừng có mất tiền oan. Hiểu một cách nôm na là gì?
Rồi, cảm ơn các bạn ha. Các bạn hiểu cách nôm na phương pháp thử nghiệm AB này nó chẳng có gì phức tạp hết á. Bây giờ chỉ có một cái thôi là bạn làm cái gì đó, bạn cứ cho hai cái mẫu khác nhau đi, nó giống nhau hết, nó chỉ khác nhau một yếu tố thôi. Bạn chạy chạy ra vài bữa, cái nào tốt hơn thì bạn lấy đó bạn học đó, còn cái nào tệ hơn thì bạn bỏ. Hai thằng tệ hết thì bỏ hết cả hai, đó. Còn một thằng tệ một thằng tốt thì cái thằng giữ lại thằng tốt còn bỏ thằng tệ đó. Thì Thanh nghĩ là các bạn xe ô tô á, bạn sẽ ứng dụng cái này trong việc gì? Bạn sẽ thử nghiệm tất cả 5 yếu tố quảng cáo mà Thanh sẽ nói ở phần thứ ba. Thanh sẽ nói về 5 yếu tố ở phần thứ ba để làm sao có một mẫu quảng cáo hiệu quả. Thì bạn phải làm cái thử nghiệm này, làm liên tục, bỏ một đồng tiền ra nó phải đáng các bạn. À, Thanh có một ví dụ rất là hay ho cho các bạn nè. Hồi xưa cái lúc mà Thanh, mà các bạn biết là Thanh làm trưởng phòng marketing đúng không? Thanh làm 8 tháng, sau đó là Thanh cũng muốn trải nghiệm thử cái thị trường làm sale ô tô như thế nào, thì Thanh có chuyển qua Thanh làm sale. Thanh làm sale 6 tháng thì cái thời điểm Thanh qua làm sale á, thì ngay từ đầu Thanh xác định là Thanh sẽ tự chạy quảng cáo và Thanh sẽ càng làm càng học, tại vì đó là thế mạnh của mình. Thế mạnh của mình là quảng cáo, là tìm khách. Cái bắt đầu mình chạy một tuần lễ đầu tiên Thanh chạy i10, Honda i10 nó không ra số các bạn. Sau đó Thanh mới tức quá, Thanh suy nghĩ xong rồi Thanh đổi là một cái câu một tí xíu rồi mà nó ra số. Bạn nào muốn muốn biết là cái ví dụ của Thanh đó là gì? Thanh chạy i10 nha, Thanh chạy i10, Thanh chạy i10. Thanh biết, Thanh cảm nhận là cái thằng i10 á, Honda i10 đúng không? Có một cái cộng đồng tên là gì? Cộng đồng là nó tên gì nhỉ? Nó tên là, nói chung là có một cái cộng đồng là những bác tài có thu nhập một xíu và muốn tự mở ra kinh doanh, muốn tự mở ra mua xe để chạy Grab taxi. Thì lúc đó Thanh ra một cái thông điệp tên là lập nghiệp nghề Grab taxi cùng Hyundai i10 các bạn. Thanh chọn một cái thông điệp đó là lập nghiệp nghề Grab taxi cùng Hyundai i10. À, Thanh chạy. Đúng rồi, nhiều bạn có nghe rồi. Lập nghiệp nghề Grab taxi Hyundai i10 thì theo bạn cái đó nó có hiệu quả không? Yes nó hiệu quả, no nó không hiệu quả nha. Lập nghiệp nghề Grab taxi cùng Hyundai i10. Bấm Y nếu hiệu quả, bấm N nếu không hiệu quả ha. Thì theo bạn là có hiệu quả không? Ok, Thanh nói luôn, vẫn nhiều bạn y quá. Còn một số bạn nô chắc là từng nghe rồi. Kết quả là nô ha, không ra số. Các bạn nhìn nghe tưởng nó hay lắm, bắt đầu Thanh tự tin lắm, chạy tự tin lắm. Vì sao? Anh thấy nó fail thì Thanh mới sửa lại. Anh sửa lại là không phải lập nghiệp nghề Grab taxi nữa, nhưng mà Thanh thêm yếu tố là chỉ từ 80 triệu. À, lập nghiệp nghề Grab taxi chỉ từ 80 triệu đó, Thanh thêm cái số 80 triệu vô thì nó lại dính. Vì sao dính các bạn? Khi mà bạn ghi cái câu đầu á, lập nghiệp nghề Grab taxi đúng không, thì những người mà người ta có trong tay 200 triệu người ta không dám, hoặc là 150 triệu người ta không dám để số. Người ta nói trời ơi biết là mua xe nhưng mà cũng tốn tiền cũng chết, rồi mất công vay rồi nè, cực mà không biết vay được nhiều nữa đó. Người ta rất là lo lắng, thì quyết định của ta là không để lại số. Nhưng mà khi Thanh nói từ 80 triệu thì rất số ra ầm ầm luôn ha, số ra ầm ầm luôn các bạn, thực sự ra rất rất nhiều luôn. Cái khâu chốt sale phía sau thì mình bỏ qua, lúc đó Thanh chưa biết gì nên Thanh chốt fail hết trơn. Nhưng mà để làm sao để 80 triệu? Thứ nhất là ở tỉnh tỉnh lân cận Hồ Chí Minh thì sẽ cái phí đăng ký nó sẽ không phải là 20 triệu ha, nó có 1 triệu à, đỡ được 19 triệu nè. Thứ hai là phải là cái dòng xe thấp nhất của chiếc i10, cái bản MT Base á, cái bản không có cái gì hết đó. Rồi thứ ba là phải vay cao một xíu. Thì lúc đó Thanh may mắn, Thanh vô cái phòng phòng mà phòng có một anh, tức là anh trưởng phòng, anh có thể có mối quan hệ để vay được, vay cao hơn cái mức 85 80 85% bình thường. Thì ảnh lại giúp cho Thanh, ảnh lại cho cái đó. Thanh nói là Thanh chạy rất là bị diệu các bạn, ra số cực kỳ nhiều luôn đó. Và chính chỗ cái ra số nhiều đó Thanh mới nghĩ cái chatbot đó, thì cái đoạn sau Thanh sẽ nói đúng không. Cho nên là ở đây là cái mẫu thử nghiệm của Thanh. Mẫu đầu tiên là Thanh làm cái mẫu quảng cáo cực kỳ hay tuyệt vời nhất cho nó, xong rồi nó fail fail Thanh mới coi vì sao, mà Thanh chọn một cái tốt hơn nữa. Thanh phải làm một cái tốt hơn và sâu sát hơn nữa nó mới ra mua ra khoa các bạn. Các bạn thấy hay không? Đây là một cái dự án bí mật mà Thanh đang làm, Thanh đang triển khai. Vài bữa Thanh bung ra, nhưng mà vấn đề là khi bung ra các bạn có được tiếp nhận sớm hay không, thì các bạn phải giữ cái vòng kết nối với Thanh để khi mà Thanh bung cái dự án này ra các bạn được tiếp nhận sớm. À, khi đó nhiều khi các bạn lại là những người đầu tiên tham gia vào cái dự án này của Thanh. Marketplace Facebook ha, đây là cái ẩn số. Nhưng mà hôm nay nó không phải là chủ đề của ngày hôm nay à, ok, cho nên chúng ta tập trung vào hai cái này. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp.
Bắt đầu tiếp phần 2 luôn nào. Đó là demo hai công cụ lên chiến dịch. Thì ở đây thật ra có hai slide thôi. Thứ nhất đó là mình sẽ tạo chương trình Ad Manager là cái trình cơ bản. Thứ hai là tạo chương trình, một là tạo chương trình Ad Center, hai là tạo chương trình Ad Manager ha các bạn. Như cái hình bạn sẽ thấy nè, Ad Center ở đây, Ad Manager ở đây ha. Rồi, chúng ta sẽ demo luôn cái trình Ad Center. Thì để vào được cái trung tâm quảng cáo này, đầu tiên là các bạn sẽ vào cho thân cái fanpage ha, vào cái fanpage của bạn ha. Bạn đăng nhập vừa vô Facebook xong rồi bạn vô cái fanpage của bạn. Đó. Ở đây Thanh sẽ lấy cái fanpage YouTube Vlog của Thanh tạm. Đó, ok ha các bạn. Thì Thanh có quyền admin là quyền quản trị viên hoặc là quyền biên tập viên thì có thể tham gia vào ha các bạn. Quản trị viên hoặc biên tập viên thì có thể tham gia vào. Đó. Sau đó này bạn thấy á, bạn vô cái phần này, trung tâm quảng cáo ha, bên trái, bên tay trái nó có cái phần trung tâm quảng cáo. Bấm vô. Rồi. Ok. 5 yếu tố. Ok. Rồi, 5 yếu tố thì các bạn đã nhìn thấy cái hình này rồi đúng không? 5 yếu tố nó sẽ là tệp, câu chữ, video, chatbot và yếu tố thị trường. Đây là 5 yếu tố quyết định một cái quảng cáo trên Facebook của bạn hiệu quả hay không. Tất nhiên đây là quảng cáo Facebook bán xe ô tô hay các bạn. Còn với những cái sản phẩm khác thì nó sẽ có những yếu tố khác. Hầu hầu nó cũng sẽ đâu đó trong 5 yếu tố này thôi, nhưng mà cái sự ưu tiên nó sẽ khác nhau. Còn đối với ngành ô tô này thì theo kinh nghiệm của Thanh chạy thời gian vừa qua thì đây là 5 yếu tố quyết định trực tiếp tới hiệu quả quảng cáo. Ở đây có một vấn đề rất là mắc cười, đó là nhiều bạn á cứ tập trung hỏi tệp đúng không, tập trung tới ưu tệp, tìm cái tệp cho tốt. Nhưng mà các bạn biết không, thị trường bây giờ càng lúc nó càng cạnh tranh rất là khốc liệt rồi. Bây giờ những cái chiến dịch của Thanh á, thật ra thật sự chia sẻ thiệt tình với các bạn, nếu như thời điểm mà 8 tháng trước, 6 tháng trước nha, Thanh lên 10 chiến dịch gần như là Thanh để luôn trong vòng 30 ngày, Thanh không phải chỉnh sửa gì nhiều, nó sẽ tự hiệu quả, nó tự ra số và nó tự có luôn. Nhưng mà thời điểm này á, 10 chiến dịch lên thì đâu đó khoảng 3 chiến dịch, 4 chiến dịch, khoảng 4, 4 trên 10. Tại vì hồi đó là chỉ có 1 trên 10, bây giờ là 4 trên 10 chiến dịch là anh phải tối ưu liên tục trong quá trình chạy 30 ngày đó. Phải thay câu chữ khác nhau, phải thay video khác nhau, phải chọn cái tệp chắc hơn, phải cài lại chatbot. Đó là những cái hoạt động mà phải làm. Vì thì cho các bạn hiểu vấn đề rồi đúng không? Thị trường càng lúc càng cạnh tranh, Facebook nó sẽ càng ưu tiên cho những người làm tốt hơn, những cái mẫu quảng cáo tốt hơn. Thì thành ra tệp nó chỉ đóng một phần trong số 5 phần này thôi. Tức là nếu mà bạn chỉ tập trung chăm chăm vào bạn tìm cái tệp tốt, tìm cái tệp tốt của tốt á, thì bạn chỉ giải quyết được 20% vấn đề thôi, còn lại 80% kia là chưa, bạn không giải quyết được ha. Thì không giải quyết được thì chắc chắn quảng cáo của bạn không ra số đó. Rồi thì đây là 5 cái, thì mình sẽ đi vô từng cái vậy nè, mình sẽ đi vô từng phần ha. Đầu tiên á là tệp đối tượng các bạn, thì mình phải hiểu được cái bản chất của nó, cái bản chất mà Facebook nó định danh cái tệp đối tượng là như thế nào. Hồi nãy Thành chỉ các bạn vào cái chỗ mà sở thích rồi đúng không, trên Ad Manager hoặc là trên trên Essential và rồi thì bản thân cái tệp này, ví dụ Jim Rohn hoặc là Jack Canfield, những người mà người ta có sở thích này, thì cụ thể là làm sao Facebook nó định danh được, nó biết được mình thích cái đó. Thì đây Facebook nó dùng những yếu tố này nè bạn, nó coi mình dùng điện thoại gì, mình vô bằng wifi nào, mình đang ngồi ở địa điểm nào, Hồ Chí Minh hay Hà Nội hay là Đà Nẵng hay là ở nước ngoài, mình thích đọc các mẫu nội dung nào, những cái mẫu nội dung trên Facebook á, những cái nội dung trên 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 trang chủ hoặc là của bạn bè mình đó, hoặc là mình vừa mới chat với ai, mình chat nội dung gì luôn. Ví dụ hôm qua mà nhắn là khách hôm qua mà nhắn là ê mày, tao đang muốn mua cái chiếc Hyundai Santa Fe quá, tự nhiên tao thích chiếc này quá, gửi tấm hình qua các thứ, cái xong mấy bữa sau quảng cáo Hyundai nó hiển thị tới luôn. Nó vậy đó bạn, Facebook nó học hết, tại vì mình đang chơi trong cái nền tảng của nó, mình đang sống trong cái môi trường của nó, thì nó sẽ có, Facebook nó sẽ có toàn bộ như thế này, nó theo dõi, nó đo luôn cả cái việc bạn click vô cái mẫu quảng cáo nào, bạn bình luận như bài viết nào, hoặc bạn inbox cái trang thể loại nào ha, tất cả những cái này. Ví dụ bạn hay có khuynh hướng mà bạn bạn like những cái trang mà về về công nghệ đi đúng không, kinh tế hay các thứ, thì nó sẽ ghi nhận là bạn có thích những yếu tố liên quan tới công nghệ, thì nó sẽ ghi ra. Nếu mà nhà quảng cáo người ta chọn á, nếu mà nhà quảng cáo ở đây là người ta chọn một cái sở thích từ về công nghệ thì khả năng nó sẽ dính tới bạn cao. Ok các bạn, thì đây là đối tượng, mình hiểu bản chất như vậy để mình biết là bản thân bạn đang bán một chiếc xe, là không phải là mình bán cho những cái đối tượng này, những sở thích này, mà mình bán cho những con người thật ở ngoài, đúng chưa?
mà những con người thật ở ngoài nó sẽ được thể hiện trên Facebook thông qua những cái tệp sở thích này. Mình đang bán xe, nhớ kỹ nha, cái câu nói của thật, bán xe là mình bán cho người thật, thì mình phải hiểu người thật là một con người, người mua xe, người có tiền mua xe, cái xe mấy trăm triệu, thì bản thân cái người đó đó, nếu mà người ta có chơi TikTok, thì TikTok nó sẽ có những cái kiểu định danh khác, định danh những cái sở thích của họ, hoặc là người ta có chơi Facebook, có Facebook, thì Facebook nó sẽ có những cái định danh đi, có chơi Google, có tìm kiếm trên Google, có lên YouTube, thì tất cả những cái nền tảng này nó sẽ định danh họ theo cái ngôn ngữ của họ, theo cái ngôn ngữ của cái nền tảng đó. Đó là cái bản chất ha. Thì bây giờ đối với Facebook nó định danh bằng việc là bạn ngồi ở đâu, bao nhiêu profile bạn làm này nè, thì dựa vào những cái này nó sẽ ra cái tệp sở thích, thì bạn nhắm tới tệp sở thích này, nhưng mà bản chất là bạn đang muốn tiếp cận tới người ngoài đời thật kìa. Bạn biết vậy đến chi, bạn dùng logic để bạn suy luận như vậy. Thì nếu mà bạn bán xe mà bạn thấy thì đối tượng của bạn nhắm tới, sao thấy toàn là mấy ông mà toàn là những người mà chơi làm bên ngân hàng không à, làm bên lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm không à, thì bạn sẽ nhắm tới những người làm ngân hàng bảo hiểm, coi những người làm ngân hàng bảo hiểm người ta có những cái thói quen gì, người ta hay vô những cái blog nào, những cái trang nào, VN Express hay các thứ ha, mà sẽ khai thác như vậy. Đó là những cái hướng mà cho bạn mở và không bao giờ bị bó buộc vô bất kỳ một cái tệp đối tượng nào hết. Hoặc là đối tượng là bất động sản đi, thì bạn phải target vô gì, nhắm đối tượng vô những người mà bất động sản hay là những cái thứ mà những cái chung cư, những biệt thự luxury các thứ ha. Đó là cái mà bạn cần hiểu. Chứ nhiều bạn cứ hỏi tệp thì đúng là Thanh sẽ chỉ tệp, hoặc là những một người nào đó tốt bụng thì nó sẽ chỉ cho bạn một vài tệp. Nhưng nếu mà không hiểu bản chất của cái việc Facebook định danh người ta như thế nào, bạn sẽ không bao giờ tự mình có thể tìm cái tệp ngon. Ok không các bạn? Rồi, Google cũng vậy. Nếu mà bạn chạy Google thì Google nó định danh bằng cái keyword, cái bộ từ khóa. Thì bản thân bạn tìm được con người thật ở ngoài, mà đối với Google thì bạn phải dùng cái ngôn ngữ là keyword với nó thì nó mới ra được ha. Rồi, ok, tiếp theo, định danh là cái chữ quan trọng nhất trong phần đối tượng này. Thứ hai, câu chữ. Thì câu chữ ở đây Thanh đưa ra cho các bạn là 3 bước ha, 3 bước để có thể có một cái bộ câu chữ đẹp. Ở đây bạn thấy câu chữ là gì? Cái phần này đó là cái phần chữ nghĩa nè. Mình chưa nói tới hình ảnh video nha, câu chữ là phần này. Thì cái phần chữ này bạn sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên là bạn phải xác định nỗi đau của người ta là gì. Bước 2 là bạn có cái gì để giải quyết nỗi đau đó. Và bước 3 là bạn muốn viết bài. Nhiều bạn cứ nhào vô viết bài, hoặc là bạn copy một cái bài của người khác, nhưng mà copy một cách ngẫu hứng, sai lầm, nên chắc chắn là bạn copy một cái bài đó không hiệu quả. Tại vì sao? Nếu mà bài đó bạn copy chơi chơi thì nó giống với người ta, thì nó cũng không có giải quyết được vấn đề. Còn nếu bài đó bạn copy của người ta mà bạn chạy quảng cáo y chang cái bài đó, thì bạn hiểu gì không? Facebook nó là cái máy, nó biết được cả cái bài viết giống như vậy. Người này đã chạy quảng cáo rồi, thì bây giờ có một cái người thứ hai chạy nguyên cái bài đó nữa, chỉ sửa lại thông tin liên hệ thôi, thì nó sẽ đánh giá cái bài số 2 này là cái bài copy của bài trước, nâng cấp của bài trước, nó sẽ cho cái bài số 2 điểm chất lượng thấp hơn và mình sẽ mất tiền. Đó là Facebook nó thông minh lắm các bạn ơi. Thì cái cách của mình là mình không đi từ cái chỗ viết bài, không copy người ta, mà mình sẽ đầu tiên mình phải xác định nỗi đau của người ta là gì. Thì những cái nỗi đau của khách hàng thường thường là gì? Người ta đang cần những cái chương trình khuyến mãi tốt, người ta muốn giao xe đúng hạn, người ta muốn xe đủ màu giao ngay, người ta muốn những cái mẫu xe hiếm, những cái phiên bản xe mà chỉ có showroom bạn mới có, hoặc là người ta cần vấn đề về trả góp. Còn coi cái nỗi đau nào là quan trọng nhất. Tiếp theo đó là bạn mới có gì, mà xem thử coi bạn có cái gì để giải quyết cái đó không. Anh ví dụ một trường hợp như trường hợp của phòng phòng kinh doanh của Thanh hồi xưa, có nhiều người trả góp, mua xe trả góp nhưng mà người ta cần vay cao, thì bên Thanh có giải quyết cái vấn đề dùng cái mối quan hệ của anh trưởng phòng trước đây, anh chị trưởng phòng trước đây, thì có thể là cho vay cao được, vay cao có xe vay được 90%, có thể giao được 95% đó các bạn. Các bạn nghĩ đi, một chiếc xe chỉ cần, thay vì bên khác là phải bỏ 200 triệu, còn bên này chỉ có 100 triệu là có thể lấy xe được rồi. Thì đó là một cái lợi thế so sánh cực kỳ tuyệt vời của bạn. Thì bạn phải viết bài đánh vào cái nỗi đau mà trả góp. Nỗi đau trả góp phải mua xe, các thứ, làm cho người ta kích thích người ta. Bạn nói bạn là cái đơn vị mà bạn là người duy nhất tại Việt Nam có thể giải quyết được nợ xấu nhóm 5. Là bảo đảm dính. Nhưng mà cẩn thận nha, nó cái từ trả góp hay vay hay thanh toán hay nợ là nó có thuộc của cái từ khóa cấm đó, chạy là khóa fanpage, khóa tài khoản còn luôn, nên mình phải biết cách mà lách cho hợp lý. Xác định nỗi đau là gì, rồi coi mình có cái gì để giải quyết nỗi đau đó, và một bài viết tập trung cho Thanh một nỗi đau thôi, cuối cùng mới viết bài. Thì bạn thấy cái bài này của Thanh không, cái bài là bí thuật tự học quảng cáo Facebook hiệu quả cho sale ô tô. Vì sao mà các bạn ngồi lại ở đây 20 mấy con người ngồi với Thanh tới thời điểm này,
có phải là vì bạn tiếp cận tới Thanh, có lẽ là vì bạn biết Thanh từ trước rồi, nhưng mà bây giờ bạn thấy Thanh viết một cái bài mà nó hay quá, xong rồi nó đúng ý mình quá, mà nó có những cái mà trước giờ mình không hề biết, bây giờ mình thấy hứng thú quá, muốn xem quá, các bạn bấm đăng ký đúng chưa? Đó là cái trải nghiệm của khách hàng khi mà đọc cái bài quảng cáo của bạn. Quay lại muốn chốt là để Thanh biết được cái bài này, Thanh phải biết nỗi đau của các bạn là gì, các bạn cần cái gì và Thanh có cái gì. Viết một bài mà bạn không chữa lành nỗi đau của người ta là không bao giờ hiệu quả. Thấy không? Ok, đây là chữ rất quan trọng nha. Mà nó không chỉ là viết content, viết câu chữ đâu, mà mọi thứ. Bây giờ bạn quen người yêu đi mà bạn không biết được cái nỗi đau của cổ, không biết được cái nhu cầu của cổ là gì là cũng chết. Anh nói thật, khi Thanh quen người yêu được 600 ngày, năm mấy hai năm rồi, thì ngay từ đầu khi mà quen á, tụi Thanh đã có làm cái bài test, nó gọi là bài gì, nó là bài trắc nghiệm ngôn ngữ tình yêu. Tụi Thanh đã làm rồi, ra mỗi đứa một cái ngôn ngữ tình yêu khác nhau, hoặc là hai đứa hai cái ngôn ngữ rất là nổi bật. Ví dụ bạn đó là người thích quà, thích nói những cái lời, thích được nghe những cái lời ngon ngọt đó. Còn Thanh thì Thanh thích gọi là quality time, tức là Thanh thích những cái khoảng không gian, những cái thời gian mà chất lượng, hai đứa ngồi nói chuyện và nghiêm túc với nhau, chia sẻ những cái giá trị sâu, những cái về mặt tư tưởng đó. Đó là hai cái kiểu ngôn ngữ cực kỳ khác nhau. Nhưng mà vì Thanh ngay từ đầu tụi Thanh đã làm cái bài thử nghiệm đó rồi, và Thanh biết là nỗi đau của mỗi người là gì, cái nhu cầu của họ là gì đó. Thì thay vì bây giờ Thanh nói chuyện với bạn đó, với người yêu của Thanh, Thanh hoàn toàn có thể cho ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ chơi với Thanh, nhưng mà bạn sẽ rất là chán. Thì Thanh phải nghĩ ra những cái cách, những cái câu từ thả thính cho nó thú vị vô, tại bạn thích nghe mà, đúng không? Nghĩ những câu từ thú vị vô đó. Rồi nhiều cái nữa, rồi mình lâu lâu mình phải nhớ những cái quà, những cái ngày lễ trong năm mình phải nhớ hết các bạn đó. Thì đó là một cái kiểu mà mình biết được cái nỗi đau. Anh chỉ cần anh nhớ trong năm là nó có bao nhiêu ngày lễ, để những ngày đó anh tặng quà hoặc anh làm cái gì đó đặc biệt là được. Ngoài ra anh nhớ những ngày kỷ niệm, ngày quen nhau nè, kỷ niệm 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày, 400, 500, 600, 700, 800 ngày là xong. Đó là giải quyết được vấn đề nỗi đau của bạn rồi. Thì mình hoàn toàn mình có thể lúc mình nhiều tiền thì mình tặng quà lớn lớn, còn không thì mình tặng quà tinh thần, không thì những quà nhỏ nhỏ cũng được, nó cũng có giá trị á. Cho nên mấu chốt là chuyện nỗi đau ha. Rồi ok, các bạn thêm một chữ nữa, tập trung vào nỗi đau đó. Tập trung vào nỗi đau, tập trung vào nỗi đau ha, từ hơi dài thì các bạn chịu khó viết lại, vừa viết vừa nhớ. Tập trung vào nỗi đau ha, bạn viết bài mà không tập trung vào nỗi đau là anh nói với bạn fail chắc, fail chắc luôn nha. Số 2 rồi, tới số 3, video hình ảnh. Thì ở đây nó có một cái bài câu hỏi cho bạn. Theo bạn, đây là chiếc Santa Fe, Hyundai Santa Fe 2021 đúng không? Ba chiếc đều cùng một mẫu hay là khác khác phân khúc gì đó, ở lộn, khác phiên bản thì anh cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà nó là đều là cùng dòng hết. Thì theo bạn, với ba tấm này thì tấm nào sẽ là tấm mà chạy quảng cáo hiệu quả nhất, một hay hai hay ba? Đây đều là Hyundai Santa Fe phiên bản 2021 hết, dòng xe 2021 hết, giá là trên 1 tỷ. Thì theo các bạn là hình nào hiệu quả hơn, một hay hai hay ba? Ok rồi, các bạn hôm nay có câu phải câu trả lời của các bạn rồi nha. Đâu đó trong số hai mươi mấy người, 22 người tham gia ngày hôm nay, thì có khoảng 4 trên 25, 4 trên 24 là bao nhiêu, là có khoảng 15% các bạn là chọn số 3. Cái này Thanh ghi lộn số 3, chắc bạn hiểu mà đúng không? Nhìn cái này là biết số 3 rồi đúng không? Số 3 chứ không phải số 2 nha. Chắc quá. Rồi. 15% các bạn chọn 3, còn lại tất cả các bạn 85% các bạn chọn 2, không ai chọn 1 hết. Ok. Thì đó là lý do mà 85% các bạn chạy không hiệu quả. Xin chia buồn cùng các bạn. Ảnh một xấu quá. Ok, cái đó loại nha. Còn đa phần các bạn bị vướng là chết vô cái số 2, số 3. 85% các bạn chạy không hiệu quả là vì ok, bây giờ đã giảm xuống rồi, một số bạn bình luận giảm xuống còn 75% các bạn chọn 2 và 25% chọn 3. Câu trả lời ở đây là số 3 hiệu quả các bạn. Vì sao? Vì sao thì các bạn phải coi slide kế tiếp của Thanh. Ừ, hôm nay cắt máu nó thật cực kỳ giá trị. Thứ nhất, khách hàng á bị thu hút bởi những cái yếu tố mang tính cảm xúc.
và họ quyết định mua hàng cũng vì những yếu tố cảm xúc này. Đầu tiên cái tâm lý con người, tâm lý khách hàng là người ta bị thu hút bởi những cái yếu tố mà mang tính cảm xúc nha. Cảm xúc tức là cái sự đẹp. Bạn nhìn vô bạn đánh giá một cái hình đó đẹp hay xấu, một chiếc xe đó đẹp hay xấu là yếu tố cảm xúc. Và xong bạn quyết định mua hàng, cụ thể quảng cáo Facebook của mình là quyết định để lại số điện thoại. Quyết định để lại số điện thoại cũng là bằng cảm xúc luôn. Cũng là bằng cảm xúc luôn. Bạn thấy cái hình nó đẹp, cái xe nó đã, bạn đang phê, bạn đang có nhu cầu mua xe mà nó quảng cáo đúng cái xe nó mình thích, mà đang có chương trình khuyến mãi hay ho nữa, phải để lại số điện thoại coi mới được. Đó là bạn dính, đó là yếu tố cảm xúc. Thì bạn nhìn kỹ ra đi, cái hình này nè, bản thân cái bài viết này á, mình nói là câu chữ ha, nhưng mà bạn để ý cái câu chữ có phải nó chỉ là cái khu nhỏ này không, còn nguyên cái này chính là nguyên cái hình ảnh nè, nguyên cái phần không gian rộng nhất là phần hình ảnh, tức là người ta sẽ bị đập vào mắt bởi cái hình ảnh trước thay vì là cái gì à, thay vì là cái gì à, thay vì là cái nè, đây chính là phần không gian của hình ảnh nè, của câu chữ nè, còn đây chính là phần không gian của hình ảnh và video nè. Thì các bạn thấy gì không, cái nào to hơn? Cái phần hình ảnh video nó gấp 5 lần cái phần câu chữ, tất nhiên là khi mình bấm vào xem thêm nó sẽ ra dài hơn. Cái phần yếu tố cảm xúc á, mình tách ra con người, một khách hàng á, người ta sẽ bị chú ý bởi yếu tố cảm xúc và người ta quyết định cũng bởi yếu tố cảm xúc luôn. Thì hồi nãy Thanh có vẽ cho bạn cái khung, tại sao thấy là cái phần hình ảnh ở đây nó đã chiếm gấp 5 lần cái phần câu chữ đó. Thì khi mà kéo xuống, người ta lướt trên Facebook á, lướt trên bản tin á, người ta sẽ thấy cái hình trước, người ta bị kích thích bởi cái hình rồi mới tới cái phần, rồi người ta mới coi nó có cái gì ở trong. Nói chung câu chữ mình biết cái gì, nếu mà mình viết hay, hay hợp phong thủy, hợp đúng cái nỗi đau của họ thì họ bắt đầu họ bấm xem thêm và họ để lại thông tin. Đó là cái logic về mặt hành vi của người dùng ha. Anh hôm nay anh chỉ các bạn về tâm lý học hành vi luôn á, cái môn học Thanh học cũng được, bây giờ ứng dụng rất là nhiều hết các bạn. Rồi và quyết định là họ để lại số ha. Số 2 là khách hàng người ta cần cái gì bạn, người ta cần ảnh thật và đẹp. Người ta cần ảnh thật và đẹp. Thì nếu mà bạn không có cái tấm ảnh thật nào thì tốt nhất là bạn nên là tấm ảnh đẹp đi trước cái đã. Thì mình sẽ tách ra thành hai ý. Ý đầu tiên là ảnh thật và đẹp. Và đẹp ở đây là sao, là nó gần gũi và nó không quá lung linh. Lý do mà Thanh nói 75% các bạn buổi này các bạn chạy quảng cáo sẽ kém hiệu quả là vì cái chỗ này các bạn đều chọn số 2 hết. Cái hình số 2 là một hình nó đẹp nhưng mà nó không thật. Không thật là vì sao? Đây là cái hình nó quá chất lượng, nó quá lung linh đi. Và ngay từ đầu khi mà hãng mà tung ra cái dòng xe này vào đầu năm 2021 là họ cái bộ ảnh này nó đã tràn lan khắp các mặt báo rồi, thậm chí là nó có trước khi tung tất cả những cái trang như là xe hay là ô tô daily hay là những cái hãng khác, những cái trang khác nó nói rầm rộ cái này, thành ra cái hình này người ta nhìn đẹp thiệt, lung linh thiệt, nhưng mà người ta bị chán, bị nhàm đi, và hình này nó quá lung linh, nó quá là hãng, nó quá là thương hiệu đi. Thành ra cái hình số 2 này nó chỉ thỏa mãn được yếu tố đẹp thôi chứ không thật. Các bạn, hình này là hình đẹp nhưng không thật. Người đọc, người người xem, người ta sẽ bị thích ngay từ ban đầu, nhưng mà đó là chuyện của hãng chứ người ta không mua. Thì bạn phải cho người ta cái thật. Thì ảnh số 3 là nó thỏa được yếu tố vừa đẹp vừa thật này, trong showroom đúng không, và đẹp ngay ngắn chỉnh chu. Còn số 1 thì quá xấu rồi mình bỏ qua đúng không, nhìn là bạn biết cái tấm này là nó không được duyệt rồi, thì nó mới có ý số 3. Nếu mà bạn ảnh của bạn không thật á, thì tốt nhất là nên đẹp. Có nghĩa là sao, không thật tốt nhất là nên đẹp, có nghĩa là ok nếu mà bạn không được tấm số 3 này, thật ra tấm số 3 này để chụp được cái tấm này và chỉnh ảnh cho nó đẹp thì cũng phải có kỹ năng một xíu, không phải cái chụp là được đâu. Và nếu mà tìm trên mạng thì tấm ảnh đẹp như vậy thì á, đây là cái tiêu chuẩn tốt nhất mà bạn có thể làm, cái tấm ảnh thật và đẹp ha. Còn nếu mà bạn không làm cái tấm ảnh thật và đẹp như vậy thì tốt nhất là nó cũng nên là tấm ảnh đẹp, chứ đừng nói là tấm ảnh mà không thật mà không đẹp, hoặc là thật nhưng không đẹp. Thật nhưng không đẹp thì nó lại giống như ta nói sự thật trần trụi á, cái này là thật nhưng không đẹp nè, còn cái này là đẹp nhưng không thật nè, tấm này là vừa thật vừa đẹp nè. Số 3, ảnh đẹp á đôi khi chỉ cần là ngay ngắn gọn gàng là ok rồi, nên là định nghĩa về cái đẹp ha. Ảnh thật và đẹp thì nó phải gần gũi, không còn quá lung linh,
mà đẹp nó đôi khi nó không cần có quá màu mè quá phô trương mà nó cần ngay ngắn sạch sẽ gọn gàng. Thể nếu mà nói về quá đẹp không, không quá đẹp, quá thật không, không quá thật, nhưng mà nhìn nó chỉnh chu ngay ngắn, góc trái góc phải góc trên góc dưới nhìn nó rất là cân bằng, nhìn tấm hình vô người ta thích liền, người ta có cảm tình liền đó. Giống như là Thanh, thật ra Thanh cũng đâu phải quá đẹp trai đúng không, hơi hơi thôi cũng được thôi, nhưng mà mình sạch sẽ, mình gọn gàng, mình lên đồ là cái thứ đó thì nhìn nó cũng thật và tạm được. Ok à, và mình cứ cố gắng mình chỉnh chu. Các bạn biết những ngày đầu mà làm video Thanh không được về đâu, bây giờ ráng cố gắng lắm mới lên được top được phong độ như giờ các bạn. Rồi mình tới cái phần cảm quan thị trường, cái phần này là cái phần mà nhiều bạn bị sai lầm. Cái cảm quan thị trường là cái rất là quan trọng và là một cái mà nếu bạn đi thuê dịch vụ á, thì bên dịch vụ sẽ không thể nào có cho bạn được. Tại vì sao? Tại vì á, cái cảm quan dịch vụ đó nó phụ thuộc vào cảm quan thị trường, nó phụ thuộc vào tình hình kho xe của showroom bạn, cái lịch ra mắt của các dòng xe đối thủ trong cùng phân khúc. Ví dụ như Santa Fe nó ra thời điểm tháng 5 2021, chắc chắn những thằng như là Fortuner, những thằng 7 chỗ Fortuner, CS8, những thằng phân khúc DSUV nó sẽ bị trong những cái ngày đó, trong cái tuần cái tháng đó số nó sẽ rất là tệ. Tại tại vì có đối thủ ra mắt mà người dùng người ta đổ xô, người ta coi, người ta mua chốt sale nó đó. Thứ ba là khuyến mãi dòng xe cùng một cúp. Ví dụ mà vô tình bây giờ bạn chạy Santa Fe đang giảm 80 triệu, đang giảm 30 triệu, mà bây giờ tự nhiên CS8 đợt này nó giảm 100 triệu, mà cái dòng xe đó là dòng xe đối thủ cùng một cúp, thì chắc chắn là chiến dịch của bạn ngày hôm sau nó sẽ chết liền, chết ngay tức khắc luôn. Bạn sẽ thấy con số nó tăng gấp 2, gấp 3 là chuyện bình thường. Số 3, thứ tư nữa là các khuyến mãi khác, các khuyến mãi của các showroom khác trong cùng hãng. Là ví dụ như bạn đang chạy thằng Ford Everest thì đối thủ của bạn cũng là Everest luôn. Nãy giờ nói chuyện không biết các bạn đến từ showroom nào ta, các bạn bình luận cái hãng của các bạn nha. Nãy giờ Thanh thấy cái form đăng ký rồi, các bạn nhiều là các bạn ở Toyota, VinFast, Nissan, nhưng mà Thanh cũng muốn bình luận lại coi ở đây các bạn còn lại là các bạn thuộc cái showroom nào, hãng nào gì nhất, các bạn bình luận thử. Honda nãy cũng đăng ký cũng nhiều, mà nãy là VinFast là nhiều nhất, VinFast là nhiều nhất, xong tới Nissan, xong rồi tới Toyota là ba hãng nhiều nhất đăng ký của mình. Ok thì đúng như vậy, giờ cái số lượng nó cũng như vậy ha, có Ford nè, Honda, Mitsu đó. Thì các bạn sẽ thấy là VinFast đó, Hải Phạm, VinFast đó, thì các bạn sẽ thấy là anh em mình, thật ra anh em mình chạy thì nó cũng đâu đó vậy thôi. Khi mà một cái showroom mà cái dòng xe của các hãng đó, nó mà ra mắt hay là nó có chương trình khuyến mãi thì tất nhiên thằng kia nó sẽ xịt rồi. Còn trong showroom mấy bạn mà cùng Ford đi, hoặc cùng Mazda CX-8 thì bản thân hai showroom chỉ cần trên sẽ biết, người ta có cái cảm quan về mặt quảng cáo, nhưng mà sẽ không thể nào mà rành bằng bạn. Bạn là người ngày ngày ăn với xe, ngủ với xe, sống với xe, mọi thứ đều liên quan tới xe hết, bạn là người nắm rõ nhất, thì cái đó bạn phải là người cung cấp những cái thông tin. Thì ở đây á, Thanh đưa ra là nếu mà bạn tự chạy á, thì bạn có rất là nhiều lợi thế vì bạn là người chủ động 100% luôn. Ví dụ hôm nay bạn lên chiến dịch bạn thấy ok, 2 3 ngày bạn thấy thằng kia chuẩn bị nó ra, giống cái đợt mà bạn chạy Asen đó, mà có Soluto, Kia Soluto ra là đợt đó là quảng cáo là xịt liền, quảng cáo là bay liền. Thì khi đó bạn phải chủ động bạn tắt thằng Asen đi, bạn phải có cái gì đó khác thay thế vật thì bạn chủ động ha. Còn nếu bạn thuê dịch vụ á, thì thật ra thuê dịch vụ cái việc mà bạn thay đổi một dòng xe hoặc cái bài viết khác á, thì thường bạn sẽ có thêm một ít chi phí nữa đó. Thì thành ra là khi mà bạn chọn dòng xe chạy trong tháng đó thì bạn cần cân nhắc kỹ ngay từ đầu, cần nhắc kỹ thật sự, bạn coi các yếu tố này nè, coi ok bây giờ tháng này mình đẩy dòng xe này được đó. Và trừ khi cái trường hợp mà trúc trắc quá, tức là bạn đang bán mà showroom bạn hết xe không còn xe để bán mà bạn nhắm mà không về được thì bạn mới đổi dòng xe khác, hoặc là đối thủ nó ra mà bạn thấy là chết, nó ra kiểu này là bạn sẽ bị sắp mặt bị chết ngay, thì tốt nhất là bạn nên đổi dòng xe. Thì lúc đó bạn chấp nhận thêm một ít chi phí. Tại sao là phát sinh chi phí? Tại vì đây là công của các bạn chạy dịch vụ, các bạn cũng phải viết bài mới cho bạn, cũng phải chọn tệp cho bạn, cũng phải cài chatbot cho bạn, các bạn dịch vụ cũng phải, nói chung là mọi thứ lại như một cái mới, thì bạn phải viết bài mới, thì bạn phải cho họ cái phần thù lao tương xứng với cái dịch vụ phát sinh này. Xe máy cài thì thuộc cái phạm trù khác thì anh không biết. Rồi như vậy thì á, ở đây thật ra cái chữ keyword của cảm quan thị trường nó là cái chữ
cảm quan thị trường này. Nó đúng là cái chữ đó luôn chứ không có cái gì hết. Thì mà để dễ nhớ bạn chỉ cần nhớ cho Thanh một chữ ngắn gọn là chữ đối thủ. Nhắc lại nhá, nãy giờ có keyword gì rồi, keyword của tệp đối tượng là gì, hãy nhớ. Keyword của tệp đối tượng là, tự nhiên quên ta, nãy nó hứng quá giờ quên mất tiêu rồi. Các bạn lục lại coi nha, mà bạn phải nhớ những cái keyword đó. Định danh, keyword của tệp đối tượng là định danh, keyword của tệp đối tượng là định danh ha. Rồi keyword của câu chữ là gì, nỗi đau, đúng không? Keyword của video hình ảnh là gì, thân thật đẹp. Thân thật đẹp đó. Ok, định danh, nỗi đau, thật thật và đẹp, cuối cùng cảm quan thị trường là đối thủ. Chưa cuối, nhưng mà còn cái cuối nữa, nhắc lại để mấy bạn quên. Rồi cái cuối là gì, chatbot. Chatbot thì bạn cứ hiểu chatbot là gì, là con robot. Hồi nãy Thành có demo cho bạn rồi đúng không? Mình cài đặt, mình qua cái phần quảng cáo, mình chọn cái nút tìm kiếm khách hàng tiềm năng này rồi bấm tạo. Khi đó bạn sẽ bấm cái nút mà xem trước để bạn bấm vô. Tất cả các câu hỏi, câu trả lời này bạn là người cài đặt hết. Thì bạn sẽ là người quyết định coi là hỏi câu gì và trả lời câu gì. Khách người ta sẽ theo cái kịch bản của bạn ha, à, kịch bản của bạn. Và cuối cùng khi mà nếu người ta theo rồi, tới cái bước cuối cùng trả lời xong câu cuối cùng thì sẽ được nhận cái thông báo là đã gửi thông tin đầy đủ và thành khách hàng. Thì cái keyword của chatbot đó là cái gì? Kịch bản. Mình phải có một cái kịch bản chatbot tuyệt vời ha. Chatbot là con robot trả lời tự động. Dành cho những bạn chưa biết thì hồi nãy Thanh có demo rồi. Mình hiểu đơn giản là khi mà mình hỏi câu đầu, mình cài đặt robot xong, robot hỏi câu đầu, khách trả lời. Hỏi câu 2 khách trả lời, hỏi câu 3 khách trả lời, cho tới khi mà khách để lại số điện thoại thôi. Khi mà khách để lại số điện thoại, bạn sẽ nhận được thông tin và bạn sẽ vô bạn lấy số bằng chăm. Mà cái này mình sẽ không phải là người vô bình luận tay, vô chăm tay rất là mệt. Khách trên Facebook thì thật ra mình nói chia sẻ thẳng với nhau là nó hơi rác một xíu. Tức là 10 khách thì nhiều khi có 7-8 khách là 7-8 số điện thoại là người ta hỏi cho biết rõ giá rồi. Còn hai khách còn lại mới là người mình cần nhắm tới, là hai khách hot. Thì bạn tập trung vào những khách hot thôi. Mà bạn thấy không? Người ta thậm chí người ta để lại số điện thoại mà người ta còn chỉ là dò giá thôi. Còn những người mà chưa để số điện thoại, chỉ bình luận, chỉ inbox thôi, xong rồi kêu em cứ tư vấn đi, em cứ tư vấn, cứ bình luận đi, anh bận quá. Thì những người như vậy làm sao mà chốt được. Cho nên trong bóng chốt là mình phải có một cái kịch bản, nó tuyệt vời ha. Ok, các bạn đã bình luận rất nhiều kịch bản rồi. Đó, đó là phần nghe. Rồi tới phần cắt máu. Cái này không biết nãy có lỡ cắt chưa, nhiều khi lỡ cắt rồi hú hồn hú vía. Năng nã cắt máu hơi nhiều rồi, cắt máu lộn chỗ rồi, đáng lẽ là mình nên cắt trước, nhưng mà quay lại cái phần đầu nó có cắt máu. Đáng lẽ hồi nãy là anh cắt máu ít trước rồi mới cắt máu nhiều, mà anh cắt hơi lộn ngay từ đầu, quê thiệt chứ. Bây giờ các bạn đi, các bạn muốn nghe Thanh chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm thực chiến, những cái phần cắt máu nữa không? Nếu có các bạn bình luận là yes, kinh nghiệm của một người chạy gần 4 tỷ tiền quảng cáo Facebook, và kinh nghiệm của một người một năm hơn gần 2 năm trong nghề ô tô. Ok, cảm ơn các bạn. Yes rất là nhiều ha. Khô máu đi anh. Ép vậy cho anh sống nữa. Đây, một phần cắt máu đây nè. Nếu các bạn chạy, các bạn sẽ biết á, nó có một cái gọi là Lead Messenger và Lead Form. Lead Messenger là giống như anh nói là chạy quảng cáo mà để lại số điện thoại. Thì thực tế cái khâu mà để lại số điện thoại á, cần cái khâu cài đặt chatbot á. Bạn cài đặt chatbot xong thì nó sẽ không còn cài đặt hình thức gửi tin nhắn, nhưng mà nếu bạn cài chatbot thì nó sẽ không còn là hình thức gửi tin nhắn nữa, mà nó sẽ chuyển qua hình thức là khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Và cái người inbox cho bạn nó sẽ đo bằng, nói chung là cái Facebook nó sẽ đo bằng cái số điện thoại những người để lại số điện thoại đó. Thì theo kinh nghiệm của Thanh á, là hình thức gửi tin nhắn mà cài chatbot nó tốt hơn hình thức lead form. Gửi tin nhắn nó tốt hơn lead form ha. Là cái phần Thanh demo cho các bạn á, trên cái trình Messenger và cái trình S Manager đều là hình thức gửi tin nhắn hết. Anh Thanh biết trên thị trường có nhiều bên sẽ đang chạy lead form, và nếu mà bạn thuê dịch vụ bên ngoài, một số đơn vị cũng chạy lead form cho bạn, vì cái hình thức này nó dễ làm,
nó đơn giản và nó đỡ tốn công của cái người cài đặt. Nhưng mà Thanh thì Thanh cũng muốn thực tế với các bạn là kinh nghiệm của Thanh chạy 1,5 năm nay là hình thức gửi tin nhắn cài chatbot này hiệu quả hơn Bitcoin rất nhiều. Cho nên nếu mà bạn học Thanh thì Thanh sẽ chỉ cho bạn cách gửi tin nhắn cực xíu nhưng mà hiệu quả. Còn nếu mà bạn chạy dịch vụ của Thanh thì bạn sẽ biết là Thanh luôn luôn ưu tiên hình thức gửi tin nhắn hơn, thực tế cho bạn hơn. Rồi thậm chí là cái trình Messenger thì Messenger cái trình đó thì bị một cái là nó sẽ không cài đặt được cái con chatbot đâu, do nó là trình cơ bản. Nhưng mà bạn cài đặt được cái câu hỏi, cái câu trả lời đầu tiên, bấm vô bạn sẽ chào người ta xong hỏi câu đầu tiên, người ta sẽ trả lời cho bạn. Sau đó người ta chọn cái câu hỏi đầu thì bạn sẽ có cái phần chào đầu tiên để trả lời ngược lại cho họ khi họ để thông tin, thì đó bạn tận dụng cái đó ha. Sau đó là nếu mà chạy tốt quá thì có thể nâng cấp lên cái khóa, cái gọi là cái trình S Manager. Nếu mà bạn tự chạy tốt quá là sao, là bạn chạy ra số rất nhiều, chạy ra số rất nhiều mà bạn không có thời gian để chăm, chạy ra tin nhắn rất nhiều không có thời gian để chăm, để biến những cái số tin nhắn đó thành số điện thoại, thì khi đó bạn mới phải cài lead form, bạn mới phải cài gửi tin nhắn rồi đó. Còn nếu mà bạn chạy mới chập chững thì nên chọn cái dễ nhất mà là cái hình thức Messenger. Tất nhiên là nếu muốn nhanh thì phải là nghiên cứu nâng cao. Ủa gì ta mới bấm lộn, thử tẹp công nghệ chế tạo ô tô nó ba cái cắt máu. Bây giờ mấy bạn hôm nay quá nhiệt tình cho nên chắc là để Thanh nghĩ coi anh cắt cái gì về video nữa, video cắt gì nữa. Thôi được rồi, cắt nhiều quá chết à. Nhưng mà các bạn đã yes rồi thì Thanh phải trả lại cho các bạn như đúng với cam kết chứ. Bây giờ tẹp chỉ rồi đó, rồi đây cái phần video á, thật ra có một cái đơn giản là các bạn đừng có phức tạp hóa nó lên. Đó, cái này là cái cắt máu hơi sâu nè, cắt máu hơi sâu, cắt máu cuối cùng nha, đừng kêu nữa hồi khô máu là chết luôn á. Cái cuối cùng là các bạn video, cái rất là quan trọng là nhiều bạn cứ làm cái video cho dài vô chi mất công vậy. Các bạn chạy video, các bạn cho Thanh cái video ngắn thôi, ngắn thôi, đừng có dài, đừng có phải làm cái video review. Nếu người ta muốn coi review, người ta đã coi trên kênh YouTube rồi, người ta sẽ không coi quảng cáo Facebook đâu. Bạn làm cái video review về xe thì bạn hãy nên đăng lên kênh YouTube. Còn nếu mà bạn chạy quảng cáo thì bạn đừng cho giờ chạy review và video ngắn thôi. Ở đây là Thanh vừa dùng cái kinh nghiệm của Thanh đã chạy rất là nhiều rồi, thứ hai là Thanh còn vừa dùng cái kỹ năng chuyên môn marketing để Thanh phân tích vì sao ngắn nó lại tốt hơn dài. Tất nhiên một số trường hợp thì ngắn dài nó tốt hơn ngắn đúng không, đời sống thì dài nó tốt hơn ngắn, nhưng mà trong trường hợp video thì ngắn lại tốt hơn dài, nó ngược lại. Ok rồi rồi ha, thì bây giờ cái phần cuối như Thanh có chia sẻ hồi nãy á, thì hôm nay các bạn biết là Thanh rất là nhiệt tình với các bạn đúng không, và các bạn cũng học được khá nhiều thứ rồi. 50% các bạn đang chạy thì các bạn hãy cứ tiếp tục tận dụng những cách của Thanh chỉ. Thanh tin chắc nó hiệu quả, đặc biệt là cái phần tệp và cái phần video Thanh mới vừa chia sẻ và cái phần nhắm mục tiêu, nhiêu đó cũng đã đủ cho các bạn sao. Thanh nghĩ là ít nhất là 3 tháng 6 tháng tới rồi đó. Còn đối với những bạn mới thì các bạn hãy bắt đầu làm quen, và bây giờ là các bạn bắt buộc phải chạy rồi theo như cái demo và công cụ của Thanh chỉ hồi nãy và cái tư duy, cái phương pháp đó, đó là cái mà tâm huyết của Thanh. Thì thật ra cái buổi này hôm nay cái phần chia sẻ của Thanh tới đó là Thanh nghĩ là nó quá giá trị với các bạn, và bản thân Thanh Thanh cũng thấy là hôm nay mình chia sẻ hơi bị máu, có những cái bình thường Thanh dặn lòng là không nên nói nhưng mà hôm nay cũng đã lỡ nói vì các bạn rất là nhiệt tình với Thanh đó. Thì bây giờ cái phần cuối này là nếu mà đối với một số bạn nha, cái này là đặc biệt dành cho một số bạn mà có điều kiện tài chính một xíu, tức là bạn muốn đi tắt đi nhanh, là bạn không muốn là ok anh Thanh chia sẻ hay quá, những cái này nó quá tuyệt vời, nhưng mà bây giờ nếu mà để mà mình bỏ lại cái thời gian, cái công sức như như anh Thanh vậy thì mất khoảng 3 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng nữa mà chưa chắc gì cái mà mình thử nghiệm, cái mà mình cái phương pháp mình làm nó đúng hoặc là cái tư duy của mình nó đang đúng đó, thì bạn sẽ có một cái lựa chọn tốt hơn là gì, bạn hãy đi học từ người có kinh nghiệm như Thanh để rút ngắn thời gian.